Hello, giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi cực kỳ hay ho độc đáo đây. Cái bộ Bali Song, bộ dao bướm thì anh em biết là hồi xưa thì mình cũng review rồi. Nhưng mà nó không màu mè. Đây, mình giới thiệu một cái loại mà nó đẹp hơn. Đó, có cả hộp đựng luôn này. Knight Tools, hộp đen khá là đẹp. Rất là nhiều thông tin ở trên hộp. Mà cái này rẻ lắm, để cho anh em nào luyện quay tay, xả stress, đang buồn bực gì đấy thì mua cái này về. Lưu ý là mua cái loại không phải là dao thật nhá. Màu óng ánh khá là đẹp. Đây, mở lên thì như này. Nó không phải thật đâu anh em, đây là chỉ là cái bộ tập luyện thôi. Đấy, anh em nào mà cao thủ thì có thể mua cái bộ thật về để quay. Còn ai mới chơi thì mua cái bộ này thôi. Mua bộ thật về là toang luôn. Có rất là nhiều lỗ với cả nó đóng mở như này. Nó đơn giản như này thôi. Xem những anh em mà chơi chuyên nghiệp ấy thì múa may quay cuồng kinh dị lắm. Nói chung là mình cũng chỉ gọi là mua về review cho anh em xem như nào thôi, chứ mình không biết múa. Đấy đấy, múa may quay tay kiểu như này này. Anh có thể search tìm những cái video là Bali Song để xem họ quay kinh điển lắm. Mình nói chung là tập mãi thì vẫn thế thôi, cấp độ mua thôi. Cái này giá rẻ và khi xoay này thì lúc đầu thì mình thấy nó hơi rít, thì anh có thể tháo lỏng con đốc ra để nó chân chu hơn. Và có điều kiện hay là anh em đam mê về cái bộ môn nghệ thuật này thì mua loại đắt tiền hơn nhá, chơi nó sẽ phê hơn nhá. Tổng kết lại thì giá rẻ như này cũng ổn, chơi được.